Các chị ơi, vẫn như thường lệ thì trong video hôm nay bên em sẽ lại nên giới thiệu cũng như review lại cho anh chị và các bạn một cái mã sản phẩm camera mini siêu nhỏ đấy, chuyên sử dụng lắp đặt ở những nơi không mạng, không điện, không wifi, đang được rất nhiều khách hàng bên em lựa chọn sử dụng các anh chị ạ. Mã sản phẩm camera mini siêu nhỏ A60 đấy, sản phẩm chính của mình ngày hôm nay đây các anh chị nhá. Mẫu sản phẩm này các chị mua về thì sử dụng hết sức là đơn giản dễ dàng đấy, các anh chị chỉ việc lắp vào đây một cái sim đăng ký mạng 4G tốc độ cao thì nó sẽ phát ra mạng để nuôi cho cái camera này, để giúp các anh chị có thể là theo dõi trực tiếp trên điện thoại từ xa không giới hạn khoảng cách, với chất lượng hình ảnh sắc nét full HD các anh chị nhá, quay video có âm thanh hình ảnh đầy đủ các anh chị ạ. Đấy, và cái nguồn điện cung cấp cho cái camera này thì cái camera này nó có thể tích điện các anh chị nhá. Đấy, nó không giống như các cái dòng sản phẩm camera an ninh giám sát khác mà nó sẽ tích được điện vào đây các anh chị nhá. Đấy, thì với một lần các chị sạc đầy pin cho cái camera này thì các anh chị có thể sử dụng quay liên tục trong khoảng thời gian là 10 tiếng các anh chị nhá. Đấy, rất là lâu đúng không? Đấy, thì các anh chị thoải mái sử dụng ở những nơi không mạng, không điện, không wifi. Và đây là cái dòng camera mini siêu nhỏ thông minh, nó có thể phân biệt nhận dạng người và đồ vật. Có người xuất hiện trước camera này, nó sẽ giúp các anh chị có thể là gửi tin nhắn vào điện thoại để cảnh báo cho anh chị biết rằng đang có người xuất hiện ở đây các chị nhá. Đấy, và sử dụng sản phẩm này thì rất là đơn giản dễ dàng. Khi các chị mua về, mình nắp sim vào đây. Đấy, sau đó các chị tải ứng dụng về, quét mã QR vào thì ngay lập tức camera với điện thoại sẽ được kết nối với nhau để các chị có thể xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa các chị nhá. Đấy, ngay sau đây thì xin mời các chị hãy cùng em khám phá các chức năng công dụng của cái sản phẩm này. Các chị thấy không? Đấy, sản phẩm chính của mình ở đây các chị nhá. Đấy, kích thước của cái sản phẩm, đây là cái phần thân máy đây rất là nhỏ các chị này. Đấy, em có thể cầm nắm trực tiếp trên tay như này. Đấy, rất là gọn nhẹ các chị nhá. Nó có khối hình hộp chữ nhật này, được thiết kế không dây, tiện lợi các chị nhá. Mắt camera thì được kết nối với phần thân máy ở đây. Đây là mắt cam các chị này. Đấy, mắt cam thì được kết nối với phần thân máy bởi một cái đoạn dây cáp dù như này. Đây là cái đoạn dây cáp các chị nhá. Đấy, có chiều dài khoảng 20cm để giúp các anh chị có thể là luồn nách qua các cái khe kẽ các cái bề mặt. Đấy, để mình sẽ đưa cái mắt camera này ra mình quay. Đấy, còn cái phần này, tất cả các cái thiết bị camera này mình sẽ ngụy trang giấu kín đi. Đấy, cho những cái trường hợp mà các anh chị nào mà đang muốn quay một cách bí mật, kín đáo, an toàn thì sử dụng sản phẩm này rất là tiện lợi anh chị nhá. Đấy, và trên cái sản phẩm này thì cũng được thiết kế rất là đơn giản đây anh chị này. Đấy, anh chị thấy không? Ở đây nó chỉ có một cái mã QR này. Đấy, và bên cạnh đây là cái khe để lắp sim các chị nhá. Đấy, sản phẩm này thì các chị sẽ chuẩn bị sim ở nhà, các chị mua, các chị sẽ lắp vào đây các chị nhá. Anh chị có thể lắp bất cứ sim mạng nào cũng được, Viettel, Mobile, Vina đều được. Miễn là các chị đăng ký mạng 4G tốc độ cao để lắp vào đây các chị nhá. Đấy, ở đây em đã lắp sẵn sim này. Đấy, sim đã lắp sẵn nha, và để đi vào hướng dẫn cho các anh chị cách thức sử dụng luôn các anh chị ạ. Đấy, khi lắp sim xong như này, các anh chị sẽ lật sang cạnh đối diện ở đây. Đấy, thì nó sẽ có ở đây, nó sẽ có một cái nút công tắc nguồn anh chị theo ạ. Đấy, đây là cái nút công tắc nguồn này. Đấy, ở đây là đang gạt lên on như này các chị nhá. Đấy, nó có chữ on off ở đây các chị này. Đấy, các chị khởi động nguồn thì gạt lên on, và gạt tắt nguồn thì chị sẽ gạt về vị trí ngược lại off bên này các chị nhá. Đấy, còn đây là nút reset camera. Đấy, đây là khe lắp thẻ nhớ các anh chị ạ. Sản phẩm này thì bên em sẽ tặng kèm thẻ nhớ 256GB để các chị lưu các video các chị nhá. Đấy, khi các chị chuẩn bị tất cả xong, đấy, nắp sim xong, khởi động sẵn nguồn xong, bắt đầu mình sẽ tiến hành vào kết nối camera với điện thoại các chị nhá. Đấy, muốn kết nối camera với điện thoại thì rất là đơn giản các anh chị ạ. Đấy, các chị chỉ cần vào kho ứng dụng, sau đó mình sẽ tải cho một cái ứng dụng có tên là HomeMC này về các chị nhá. Đấy, đây là cái ứng dụng này. Đấy, biểu tượng ở đây là cái biểu tượng camera màu trắng như này các chị nhá. Đấy, và chữ của nó ở đây nhá, HOME EIE các chị nhá. Đấy, các chị đánh đúng tên và nhìn đúng biểu tượng và tải cho em về các chị nhá. Đấy, khi tải về xong như này, bắt đầu mình sẽ tiến hành kết nối cài đặt các chị nào. Đấy, trước tiên các chị sẽ đi vào ứng dụng cho em các chị nhá. Đấy, rất là đơn giản như này, các chị ấn vào ứng dụng này, sau đó nó sẽ hiển thị lên cho anh chị một cái màn hình như này. Các chị sẽ ấn chọn vào cái bên cái chỗ có cái màu xanh này anh chị này. Đấy, cái dòng chữ mà màu xanh như này, các chị sẽ ấn vào và các chị sẽ thấy nó xuất hiện các cái bảng như này anh chị nhá. Đấy, các chị sẽ ấn vào cái bảng mà nó có dòng chữ 4G đây anh chị này. Bởi vì đây là cái dòng sử dụng sim 4G đúng không? Các chị sẽ ấn vào cho em. Đấy, sau đấy thì nó yêu cầu mình quét mã QR, thì cái mã QR đây em vừa chỉ cho chị đây đúng không? Mình chỉ cần đưa trước cái điện thoại này. Đấy, chị quét như này thì ngay lập tức đã kết nối cái chị này. Đến đây các chị chỉ cần ấn OK xác nhận cho em. Đấy, thì rất là nhanh, camera với điện thoại của mình ngay lập tức sẽ kết nối với nhau các chị nhá. Đấy, các chị muốn xem thì các chị chỉ việc ấn vào cái màn hình trên này để các chị xem này. Đấy, các chị ấn chọn kèm cho em các chị nhá. Đấy, thì ngay lập tức camera với điện thoại của mình đã kết nối với nhau. Đây các bác thấy không? Đấy, rất là nhanh này các chị này. Đấy, đây các chị nhá. Đây là mắt cam này, các chị thấy không? Đây là mắt cam này, em che mắt cam này. Đấy các bác thấy không? Mở mắt cam này. Đấy, che mắt cam này. Các chị thấy không? Đấy, rất là nhanh đúng không? Cái này thì mình cài đặt chưa đầy một phút là mình đã kết nối được camera với điện thoại để sử dụng các chị nhá. Đây các bác thấy không? Đấy, đây là số điện thoại tư vấn tổng đài bên em các chị này. Đấy, các chị thấy cái mắt cam này,
Bởi vì đây là cái mắt cam lồ, cho nên các chị thấy không, hình ảnh góc quay của nó cực kỳ là rộng. Đây cái chị này, đây em sẽ quay xa cho anh chị xem nhá. Đây các bác nhìn này, đấy rất là rộng cái chị này. Đấy, với góc quay của nó cực kỳ là rộng, và các chị có thể mở toàn màn hình ra mình xem như này. Đây các bác này, đấy hình ảnh rất là rõ nét đúng không? Ở đây là đang sử dụng với độ phân giải hình ảnh SD cái chị này. Đấy, SD là thấp nhất anh chị nhá. Anh chị có thể là ấn vào đấy và lựa chọn Full HD ở đây. Đấy là độ phân giải hình ảnh cao nhất ở đây. Các bác thấy không? Cực kỳ là rõ nét anh chị nhá. Đấy, mắt camera quay đi đến đâu thì ngay lập tức hình ảnh nó truyền vào trong điện thoại cho mình đến đấy này. Đấy, rất là rõ nét anh chị nhá. Và khi mình xem trên điện thoại như này, các anh chị có thể là phóng to này. Đấy, hoặc thu nhỏ hình ảnh như này để các chị nhìn cái gì nhá. Đấy, đối với các cái đồ vật hiện tượng ở xa, các chị muốn nhìn rõ hơn thì mình sẽ phóng to như này. Đấy, còn không thì mình sẽ thu nhỏ nó lại các chị nhá. Đấy, rất là dễ đúng không? Đây các chị này. Đấy, và ở đây nhá, khi các chị thu gọn lại như này thì các chị sẽ nhìn trên đây này. Đấy, thời gian lúc anh chị xem trên điện thoại. Đấy, nó sẽ hiển thị ở đây này, ngày tháng năm giờ phút giây đầy đủ ở đây cho mình các chị nhá. Đấy, các chị muốn thu gọn lại hình ảnh, các chị có thể ấn vào cái biểu tượng này. Đấy thì nó sẽ quay trở về màn hình như này cho các chị nhá. Đấy các bạn thấy không? Rất là đơn giản các chị nhá. Và khi các chị xem trên điện thoại như này, đấy mình có thể là ấn vào biểu tượng máy chụp ảnh ở đây để chụp ảnh này. Đấy, hoặc là biểu tượng máy quay phim ở đây để quay phim các chị nhá. Đấy, đầy đủ có thể chụp ảnh quay phim trực tiếp ở trên ứng dụng cho mình. Đấy, cột sóng cột pin hiển thị ở đây cho mình các chị nhá. Đấy, và ngoài ra các chị có thể là cài đặt thêm các cái chức năng công dụng khác. Ví dụ các chị sẽ ấn vào cái biểu tượng bánh răng này. Đấy, thì các chị muốn thay đổi mật khẩu camera thì các chị sẽ ấn vào biểu tượng hình ổ khóa này để thay đổi này. Đấy các chị thấy không? Đấy, cái dòng đầu tiên sẽ là mật khẩu mới này. Ở đây thì yêu cầu mật khẩu mới này, hai dòng mật khẩu mới các chị nhá. Đấy, các chị chỉ việc nhập mật khẩu mới của mình vào. Đấy, dòng dưới này mình ấn lại mật khẩu mới. Đấy là được các chị thấy không? Đấy, sau đó các chị ấn vào cái dòng màu xanh này là ok các chị nhá. Đấy, tiếp theo thì ở đây là cài đặt thời gian này. Đấy, còn ở dưới đây là cài đặt chức năng cảnh báo chuyển động các chị nhá. Đấy, như em đã giới thiệu với anh chị, đây là cái dòng camera mini siêu nhỏ. Đấy các chị thấy không? Đấy, tức là khi có người xuất hiện chiếc camera này thì nó sẽ gửi tin nhắn vào điện thoại để thông báo cho các chị biết rằng có người đang xuất hiện ở đây các chị nhá. Đấy, thì mình cài đặt chức năng này, các chị sẽ ấn vào đây, sau đó chỉ cần gạt các cái nút này lên màu xanh này. Đấy, sau đó chọn thời gian ở đây. Đấy, để các chị cài đặt các chị nhá. Đấy, thì ngay lập tức là cứ có người xuất hiện chiếc camera này thì nó sẽ gửi tin nhắn vào điện thoại cho mình để thông báo cho các anh chị biết rằng đang có người xuất hiện ở đây các chị nhá. Đấy, và ngoài ra bác nào muốn cài đặt lưu về thẻ nhớ thì ấn vào biểu tượng ở dưới đây để cài đặt lưu về thẻ nhớ này. Đấy, bác nào muốn đặt tên cho cái camera thì ấn vào đây. Đấy, để đặt tên các chị nhá. Đấy, rất là đơn giản đúng không? Sản phẩm này thì nói chung là cực kỳ là đơn giản, dễ sử dụng các anh chị nhá. Đấy, các chị chỉ cần mua sản phẩm về, lắp SIM vào, tải ứng dụng về, quét mã QR vào. Đấy, thì ngay lập tức camera với điện thoại của mình sẽ được kết nối với nhau các chị nhá. Anh chị có thể theo dõi được trực tiếp trên điện thoại từ xa, không giới hạn khoảng cách các anh chị ạ. Đấy, sản phẩm này phù hợp cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi khách hàng. Đấy, từ những cái anh chị đấy mà công nghệ thông tin sành sỏi cho đến những cái bác mà tuổi đã cao. Đấy, công nghệ thông tin của mình có thể là chậm hơn so với mọi người, nhưng anh chị mua về sử dụng sản phẩm này thì vẫn rất là ok, bởi vì nó cũng quá đơn giản đúng không? Đấy, không cần phải cầu kỳ, không cần phải cao siêu gì. Đấy, chỉ với 3-4 bước như thế, các chị có thể ngay lập tức tự mình có thể kết nối cài đặt camera với điện thoại để sử dụng đúng không? Ngoài ra thì chỗ nào không hiểu thì anh chị có thể là nhắn tin, gọi điện, video Zalo trực tiếp qua bên em theo hai số điện thoại tư vấn tổng đài trên đây. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ chu đáo nhiệt tình cho mình các anh chị nhá. Sản phẩm này thì bên em sẽ bao ship trên toàn quốc và bảo hành cho anh chị trong thời gian sử dụng sản phẩm 1 năm nếu có lỗi của nhà sản xuất các anh chị ạ. Đấy, đến đây thì em xin dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.